Đế chế Napoleon là một bộ phim sử thi tái hiện toàn bộ cuộc đời binh nghiệp của một vĩ nhân được biết đến là vị vua, bậc thầy quân sự và nhà cầm binh lỗi lạc nhất nước Pháp ở thế kỷ 19. Từ một chàng đại úy pháo binh đến khi đứng lên lãnh đạo nước Pháp cho đến khi bị phế truất và những năm tháng buồn bã lúc thoái vị về già. Vào năm 1793, cách mạng tư sản Pháp bùng nổ mạnh mẽ, Hoàng hậu Marie cùng chồng đã bị đem ra hành quyết công khai vì khiến đất nước rơi vào thời kỳ suy thoái nghiêm trọng, nền phong kiến bị sụp đổ và nhà nước Cộng hòa được thành lập. Khi này, Hải quân Anh đang chiếm đóng cảng biển Toulon khiến một nửa hạm đội Pháp bị mắc kẹt. Napoleon lúc đó chỉ là một đại úy cấp thấp đang tìm đường thăng tiến trong quân đội, vừa hay lại được nhà nước giao cho trọng trách đánh đuổi giặc ngoại xâm. Tình hình nguy cấp nhưng quân đội Pháp khi này lại thể hiện một bộ mặt bạc nhược thiếu chuyên nghiệp vô kỷ luật, đã thế khí tài quân sự còn nghèo nàn thiếu thốn đủ đường. Napoleon đành phải cho binh lính nhặt nhạnh từng mẩu sắt vụn về đúc tạm thành những khẩu pháo. Dù là vậy nhưng để hạ gục được những chiến hạm khổng lồ của quân đội Anh, họ cần nhiều hơn những nòng pháo được tạo ra từ mớ đồng nát đó. Vậy nên một kế hoạch đánh cắp kho vũ khí của đối thủ đã được tỉ mỉ đặt ra. Đêm đó lợi dụng sự mất cảnh giác của địch, Napoleon tập hợp binh lính áp sát tòa thành lũy của địch, sau đó ra hiệu cho họ nổ pháo phá hủy tường thành tấn công vào trong. Do bị đánh úp bất ngờ nên quân Anh rơi vào thế bị động, không kịp tìm phương án đối phó, quân Pháp được đạo ồ ạt đồng loạt tiến vào. Dưới sự kháng cự yếu ớt của kẻ thù, quân đội Pháp cứ thế nối đuôi nhau lũ lượt leo lên thành. Đích thân Napoleon cũng cầm gươm xông pha công thành nhằm tăng sĩ khí cho binh lính. Sau khi giải quyết xong xuôi khu vực phía trong, quân đội của Napoleon lập tức cướp pháo hướng thẳng về những chiến hạm của kẻ thù đang neo ngoài bờ biển. Theo lệnh của chỉ huy, hàng trăm quả pháo khai hỏa bắn liên hồi về phía hải quân Anh khiến chúng không kịp trở tay thay quần áo. Kết quả là hàng chục tàu chiến của lũ xâm lược đã bị thiêu rụi ngay trong đêm. Ngọn lửa bùng lên thắp sáng cả một vùng trời, hàng ngàn quân lính cũng vì thế mà phải bỏ mạng. Thời thế tạo anh hùng, nhờ chiến công hiển hách đó mà Napoleon được thăng cấp lên quân hàm chuẩn tướng. Trận Toulon là trận chiến ghi lại dấu ấn và tài năng xuất chúng của chàng pháo binh trẻ Napoleon, đồng thời mở ra kỷ nguyên của nhà cầm quân làm rung chuyển trời Âu, khiến cho các cường quốc mỗi khi nhắc tới đều phải dè chừng. Sau khi nước Pháp thoát khỏi chế độ quân chủ độc tài thì lại rơi vào triều đại khủng bố của nền Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của Robespierre. Với những đóng góp của mình cho đất nước, Robespierre được bầu vào Ủy ban An toàn Công cộng, cơ quan được thành lập nhằm bảo vệ nước Pháp chống lại thù trong giặc ngoài, đồng thời có nhiệm vụ giám sát chính phủ. Để thỏa mãn tham vọng và thể hiện uy quyền của mình, gã đã không ngần ngại sử dụng máy chém để hành quyết những đối thủ chính trị và kẻ thù cách mạng. Tất nhiên điều này đã không nhận được sự hài lòng từ các chính khách cùng quần chúng. Vậy nên một cuộc đảo chính nhằm lật đổ tên độc tài đã diễn ra ngay trong buổi họp quốc hội. Robespierre đã bị những thành viên lập pháp luận tội chỉ trích vô cùng gay gắt, buộc hắn trong lúc túng quẫn phải rút súng tự bắn chính mình. Thời kỳ khủng bố qua đó cũng chấm dứt. Sau cuộc đảo chính, Ủy ban An toàn Công cộng cũng bị tước mất quyền lực. Chế độ đốc chính sau đó đã đưa nước Pháp quay lại với các giá trị tư sản, tham nhũng và thất bại quân sự. Không lâu sau, trong một lần tham dự dạ tiệc của giới quý tộc Pháp, Napoleon đã va vào lưới tình của nữ quá phụ hai con Joanne hơn ông tận 6 tuổi. Mặc dù đã bước qua thời kỳ son sắc nhất của người con gái, nhưng Joanne lại toát lên một khí chất vừa bí ẩn vừa quý phái, nhưng cũng không kém phần quyến rũ gợi tình. Sau cuộc trò chuyện thì đêm hôm đó Napoleon đã nảy sinh tình cảm với bà mẹ đơn thân. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người cứ thế đến với nhau theo lẽ tự nhiên, và thế là một cuộc hôn nhân chính thức giữa họ đã diễn ra. Hai năm sau, cuộc cách mạng Pháp của phe Bảo Hoàng đã nổi lên như một thế lực thù địch nhằm cản trở nền Cộng hòa đệ nhất. Không chỉ liên tục tổ chức các cuộc biểu tình mà họ còn có ý định tấn công vũ lực vào hội đồng. Napoleon một lần nữa được cấp trên tin tưởng giao cho 4.000 quân lính và 40 khẩu đại bác để dẹp loạn. Hôm sau đúng như dự đoán, hàng ngàn người của phe Bảo Hoàng đã tổ chức biểu tình có vũ trang ở quảng trường. Trước sự công kích của đám đông, Napoleon không hề nao núng mà bình thản ra lệnh cho quân lính khai hỏa. Phe bạo loạn vì quá khiếp sợ trước uy lực dũng mãnh của đại bác nên đã rụt đầu tìm đường mà tháo chạy. Số còn lại không kịp thoát thân cũng phải nhận lấy kết cục bi thảm. Sự lạnh lùng có phần tàn nhẫn đó đã giúp cho vị thế của Napoleon càng được nâng cao. Ngay sau đó, ông đã được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh chỉ huy quân đội Pháp. Năm 1796, Napoleon đánh bại nước Ý và giành chiến thắng vẻ vang. Năm 1798, ông tiếp tục được cử đi đánh chiếm Ai Cập để ngăn tuyến đường mậu dịch của nước Anh sang Ấn Độ, qua đó gây thiệt hại kinh tế cho chúng. Với 40.000 binh sĩ và hàng ngàn họng pháo trong tay, quân đội Pháp dưới sự dẫn dắt của Napoleon đã không ngần ngại bắn nổ kim tự tháp Giza của Ai Cập, khiến cho đối phương khiếp sợ phải ngả mũ dương cờ trắng đầu hàng vô điều kiện. Nào ngờ trong lúc đang dẫn quân đi chinh phạt thì vợ của ông ở quê nhà lại đang chim chuột với một tên sĩ quan. Tin tức này như con dao cứa vào trái tim cuồng si của Napoleon. Mặc cho tình hình chiến sự đang căng thẳng như thế nào đi chăng nữa, Napoleon vẫn tự ý gác lại tất cả để đích thân trở về Pháp quyết hai mặt một lời với Joanne. Nhờ chiến thắng vang dội ở Ai Cập nên Napoleon được người Pháp tung hô như thể một vị anh hùng của dân tộc.
Thế nhưng nhục nhã thay, các mặt báo lại đồng loạt đưa tin cô vợ hư hỏng nổi tiếng với thói ong bướm của ông đang lén phén với người tình trẻ tuổi. Đã vậy lúc về đến nhà thì lại không thấy Joe in đâu, càng khiến cho Napoleon thêm tức tối. Tò mò hỏi ra thì mới biết cô ta đã ra ngoài hẹn hò với gã người tình điển trai rồi. Máu ghen dồn lên não, Napoleon không nói không rằng cứ thế ném hết đồ đạc hành lý của vợ ra ngoài. Khi Joe in hay tin trở về, Napoleon thay vì trừng phạt thì lại đau khổ trách móc đối phương sao lại đối xử như vậy với mình. Trước tình thế này, Joe in chỉ còn biết khóc lóc để cầu xin sự tha thứ từ chồng. Trên chiến trường, Napoleon là người mạnh mẽ quyết đoán, nhưng đứng trước tình trường ông lại tỏ ra mềm yếu, thậm chí còn bị khuất phục một cách lạ thường. Sau khi bình tĩnh và trò chuyện thân mật với nhau, Napoleon nhận ra tình yêu mình dành cho Joe in quá lớn. Bản thân sẽ chẳng là gì nếu như thiếu cô ấy, nên đã quyết định chọn cách tha thứ, bỏ qua mọi lỗi lầm của vợ. Tuy nhiên, cũng vì hành động tự ý rời tiền tuyến khi chưa được cho phép mà Napoleon đã bị hội đồng đốc chính buộc tội gay gắt. Vị tướng quân nghe xong không ngần ngại mà đáp trả rằng nếu nước Pháp không có ông thì ai sẽ là người có đủ khả năng đứng ra chỉ huy quân đội chống lại các đế quốc châu Âu đang nhăm nhe xâm lược. Hôm sau, một thành viên trong hội đồng đốc chính đã ngỏ ý muốn mời Napoleon về giúp sức để cùng nhau chiếm đoạt quyền lực. Ngay lập tức, một cuộc đảo chính nội bộ đã diễn ra. Napoleon được giao vai trò bắt giữ những thành viên cấp cao của hội đồng đốc chính. Người đứng đầu hội đồng lúc bấy giờ cũng trực tiếp bị bãi nhiệm. Tin tức đó khiến các nhà lập pháp phẫn nộ, đòi hỏi chính phủ phải tổ chức một cuộc họp quốc hội khẩn cấp để bàn luận về vấn đề này. Trong phiên họp, Napoleon liên tục bị nhắc tên, chỉ trích thậm tệ. Căng thẳng sau đó leo thang biến thành một cuộc bạo động. Napoleon lập tức hạ lệnh cho binh lính đem súng ống vào để chế tài, khiến cho cả khán phòng sợ xanh mặt mà im thin thít. Hội đồng đốc chính sau đó cũng chính thức tan rã. Một nhà nước mới được thành lập với sự đứng đầu của ba vị tổng tài là Napoleon và hai cận thần thân tín của ông. Sau đó một hiến pháp mới được ban hành, Napoleon được bầu làm tổng tài thứ nhất, trực tiếp nắm giữ quyền lực tối cao của nước Pháp. Cũng trong khoảng thời gian này, Napoleon đã tiếp đón các đoàn đại sứ của các nước châu Âu, thông qua đó mà khẳng định vị thế quân sự lớn mạnh của Pháp trên chiến trường quốc tế. Năm 1804, Napoleon vinh dự được giáo hoàng sắc phong lên làm hoàng đế, còn Joan in nghiễm nhiên cũng được đăng quang trở thành hoàng hậu của nước Pháp. Cưới nhau đã lâu nhưng mãi vẫn chưa có con nên Napoleon rất lấy làm trăn trở, dự định sẽ ly hôn với Joan in để tìm một người phụ nữ khác có thể sinh cho ông một cậu quý tử kế thừa ngôi vị. Không lâu sau đó, anh đã lôi kéo Nga và Áo thành lập liên minh chống lại Pháp. Tại một thị trấn có tên Austerlitz, Napoleon đang tranh thủ hoàn tất mọi thứ để bước vào một cuộc chiến cam go mà sau đó nó đã được người đời ca ngợi là tuyệt tác quân sự của ông. Mùa đông năm 1805, trên vùng đất cao nguyên lạnh, giá sương mù dày đặc, tuyết phủ trắng xóa. Napoleon sau khi vây bắt tiêu diệt lực lượng quân đội Áo thì đã tiếp tục truy đuổi quân Nga lên hướng Bắc. Nhưng tới khi Nga và Áo hội binh, Hoàng đế Pháp đã quyết định nhử liên quân vào một trận đánh quyết định nhằm sớm chấm dứt cuộc chiến. Sau khi ra lệnh rút hết quân khỏi cao điểm có tính chiến lược, Napoleon cố ý dàn mỏng cánh phải của quân Pháp nhằm giả vờ như nó đang bị suy yếu để dẫn dụ kẻ địch. Nga hoàng đắc chí liền sai các tướng lĩnh rầm rộ dồn lực dẫn quân tiêu diệt địch. Napoleon chỉ chờ có thế liền lập tức ra lệnh cho bộ binh di chuyển lên vị trí cao nhất, còn kỵ binh thì sẽ phục kích sẵn ở hướng Tây để bất ngờ tấn công vào sở quân Nga. Thế là trận chiến giữa ba hoàng đế, hay còn được gọi là trận tam hoàng tranh đấu, đã chính thức diễn ra. Quân chủ lực trung tâm của Liên minh Nga-Áo mù quáng tràn vào điểm yếu nhất của quân Pháp mà không hề hay biết nó thực chất lại là một cạm bẫy chết người được Napoleon dày công dàn dựng lên. Khi nhận thấy kẻ địch đã tiến sâu vào trận địa, Napoleon lập tức hạ lệnh cho bộ binh từ trên cao tràn xuống đánh giáp lá cả. Đồng thời, từ bên sườn phía Tây, binh đoàn kỵ binh ồ ạt cũng xông ra cắt đôi đội hình, phá tan hai cánh sườn quân địch. Do mải mê dồn sức đánh diệt cánh phải của Pháp mà quân Liên minh đã tự làm yếu trung tâm của mình, để rồi nhận lấy kết cục đại bại phải bỏ tháo chạy hỗn loạn. Có điều chạy trời sao khỏi nắng, khi mà Napoleon đã chu đáo chuẩn bị thêm một cái bẫy khác cách đó không xa để tiêu diệt lũ chuột nhắt này. Sau khi nhận thấy quân địch đã lọt tròng, Hoàng đế Pháp liền dứt khoát hạ lệnh cho binh đoàn Đại Bác nã đạn tới tấp lên một con sông đang bị đóng băng ngay dưới chân của kẻ thù. Dưới sức công phá dữ dội đó, từng lớp băng cứ thế vỡ vụn khiến hàng ngàn quân lính Nga Áo lần lượt rơi xuống dòng nước lạnh giá rồi trực tiếp bỏ mạng. Trận đại chiến khốc liệt này đã lấy đi khoảng 16.000 binh sĩ của Liên minh Nga Áo, trong khi đệ nhất đế chế Pháp chỉ mất đâu đó 1.500 người. Mặc dù rõ ràng ngay từ ban đầu, lực lượng tham chiến của Nga và Áo chênh lệch một cách rõ rệt so với Pháp, nhưng kết quả lại bị đánh cho tan tác, thiệt hại vô cùng nặng nề. Qua đó cho thấy đầu óc tinh tường và tài thao lược quân sự đỉnh cao của Napoleon. Sau trận thua mối mặt ở Austerlitz, hoàng đế của nước Áo đã mất hết niềm tin vào liên minh thứ ba và phải đích thân đến gặp Napoleon để ký vào hiệp ước hòa bình giữa hai nước. Bên cạnh đó, Áo còn nhượng một số vùng đất của Ý và Đức, đồng thời cũng giao nộp 40 triệu franc chiến phí cho Pháp. Trở về sau chiến thắng vẻ vang, thế cơ mà điều khiến Napoleon lăn tăn nhất lúc này vẫn là việc Joan in không thể sinh cho ông một đứa con trai nối dõi. Dù rất yêu người phụ nữ này, nhưng hoàng đế buộc lòng phải ly hôn với bà để cưới nữ đại vương công của đế quốc Áo.
phần là để có người kế thừa ngai vàng, phần là để gắn kết mối thân tình giữa hai nước. Từ chỗ bị xem là một vương quốc yếu ớt, đệ nhất đế chế Pháp giờ đây đã khiến cho ngay cả các cường quốc cũng phải e sợ mỗi khi nhắc tên. Vào năm 1812, căng thẳng chính trị giữa Pháp và Nga đã lên đến đỉnh điểm khiến cho Napoleon quyết định khơi mào cuộc chiến xâm lược đế quốc Nga. Để đối phó với đất nước này, Pháp đã thành lập một liên minh bao gồm ba nước Áo, Ý và các nước chư hầu của Pháp để tiến hành một cuộc tổng tiến công vào lãnh thổ rộng lớn của đế quốc Nga. Với sự giúp sức của các nước đồng minh, đại quân Pháp do Napoleon trực tiếp chỉ huy với gần 600.000 quân lính đã ổ ạt tiến công vào nước Nga. Mặc dù trên đường hành quân liên tục bị đánh úp bất ngờ, nhưng họ vẫn dễ dàng áp chế để tiến sâu vào lãnh thổ địch. Tại vùng ngoại ô Bovidio, Moscow đã diễn ra một trận chiến được xem là lớn thứ ba và đẫm máu nhất trong các cuộc chiến tranh xâm lược của Hoàng đế Napoleon. Từng quân đoàn liên minh Pháp được yểm trợ bởi hỏa lực của pháo binh đã anh dũng xông pha tiền tuyến, trận đánh lịch sử kéo dài vòn vẹn chỉ trong một ngày trời. Để bảo vệ đất nước, những chiến binh Nga đã chiến đấu ngoan cường khiến cho quân tinh nhuệ xâm lược của Pháp bị tiêu hao sinh lực đáng kể. Tuy nhiên, với quân số áp đảo, Napoleon vẫn đứng vững và tiếp tục hành quân tiến thẳng tới thủ đô Moscow. Có điều kỳ lạ thay, nơi này giờ đây chỉ lại là một tòa thành trống vắng không một bóng người. Rõ ràng quân đội Nga đã thực hiện chiến lược vườn không nhà trống, đem hết tài sản và lương thực bỏ trốn chỉ để lại thành lũy trơ trọi cho kẻ thù. Chẳng có ai để chém giết hay cướp bóc, ngai vàng của Nga hoàng tuy đã hiện ra ngay trước mắt nhưng Napoleon lại cảm thấy thật trống rỗng buồn bã. Sự thất vọng là cảm xúc duy nhất bao trùm lấy tâm trí của vị hoàng đế nước Pháp vào thời điểm này. Đã vậy, trong đêm đó, quân đội Nga còn thẳng tay phóng hỏa thiêu rụi chính thủ phủ của mình khiến cho quân Pháp không có chỗ trú ẩn trước cái lạnh thấu tận xương tủy của mùa đông nước Nga. Hết cách, Napoleon đành phải cho quân rút lui về Ba Lan trong khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng. Nhưng việc hành quân trong cái thời tiết bút giá và khắc nghiệt ở xứ người là một thử thách cực kỳ khó khăn với đoàn quân của Napoleon. Quân lính không theo kịp do kiệt sức, nạn đói và dịch bệnh xảy ra tràn lan khiến cho binh sĩ chết nhiều vô số kể. Những ai may mắn còn sống thì cũng liên tục tìm cách đào ngũ với hy vọng giữ được tính mạng. Xuất phát với 600.000 quân hùng hậu nhưng khi trở về, quân Pháp chỉ còn vỏn vẹn khoảng 40.000. Chiến dịch đánh chiếm nước Nga của Hoàng đế nước Pháp xem như đã hoàn toàn phá sản. Sự thất bại ê chề này khiến đế quốc Pháp suy yếu trầm trọng. Ngai vàng của Napoleon cũng bị đe dọa lành ít dữ nhiều. Sau đó một năm, liên minh các nước Áo, Phổ, Nga, Anh đã bắt tay nhau chống lại Napoleon. Hệ quả là ông đã bị thoái vị và được đưa đến một hòn đảo ở Ý để chịu sự lưu đày. Sau đó Nga hoàng thậm chí còn trơ trẽn công khai mối quan hệ tình cảm với dâu y như thể đang muốn trêu ngươi Napoleon, khiến ông vô cùng cam phẫn. Sau hơn 300 ngày bị lưu đày ở đảo xa, Napoleon đã không thể chịu đựng được sự tù túng thêm được nữa mà quyết định tìm cách bỏ trốn khỏi đó để trở về quê hương. Khi đặt chân vào lãnh thổ của Pháp, ông đã không kìm chế được cảm xúc mà trực tiếp hôn lên mặt đất như muốn thể hiện tình yêu của mình dành cho nơi này. Người vợ cũ dâu in của Napoleon nay cũng đã lâm bệnh nặng, đang phải hấp hối trên giường bệnh. Tin tức Napoleon hồi hương và đang trên đường đến Paris nhanh chóng tới tai của vua Louis XVIII đương nhiệm. Ngay lập tức một đội quân hùng hậu được cử tới để bày binh bố trận để bắt Napoleon về chịu tội. Tuy nhiên bằng tài hùng biện của mình, Napoleon đã trực tiếp khiến cho hàng nghìn quân lính phải thay đổi ý định mà bỏ súng xuống để theo phe ông. Không phải vì họ sợ uy nguy của ông mà là vì họ vẫn còn dành một sự kính trọng to lớn với người đã cùng mình vào sinh ra tử qua bao nhiêu trận mạc. Cứ thế Napoleon đã lấy lại ngai vàng mà không cần tốn đến một giọt mồ hôi hay một viên đạn. Việc Napoleon đột ngột quay trở về và cầm quyền gây náo loạn khắp châu Âu. Các nước đồng minh dưới sự lãnh đạo của đế quốc Anh đã tập hợp lại quyết tiêu diệt ông một lần nữa. Napoleon phía bên này cũng đoán biết được tình hình mà lập tức lên kế hoạch đánh phủ đầu nước Anh, qua đó buộc các nước còn lại phải ngồi vào bàn đàm phán. Giữa năm 1815, Napoleon dẫn quân tới Waterloo của Bỉ để đối đầu trực diện với quân Anh, nhưng điều kiện thời tiết ở vùng đất này đã khiến cho kế hoạch của Pháp bị ảnh hưởng ít nhiều. Những trận mưa tầm tã không ngớt làm hoàng đế nước Pháp phải nhiều lần trì hoãn thời gian xuất quân. Bất lợi của kẻ này lại là lợi thế của người khác. Tận dụng khoảng thời gian trong khi quân Pháp đang chờ cho mưa tạnh thì kỵ binh của quân Phổ cũng đang ráo riết trên đường để tiếp viện từ cánh trái cho quân Anh. Vì lẽ này mà tổng chỉ huy quân Anh đã bố trí dàn trải cánh trái mỏng hơn để dồn toàn bộ quân lực vào trung tâm và cánh phải. Ngay khi trời dứt cơn mưa, quân đoàn pháo binh tinh nhuệ của Napoleon đồng loạt khai hỏa ngắm thẳng đến binh đoàn pháo binh quân Anh. Ở đợt pháo kích tiếp theo, Napoleon đã chủ động hạ thấp nòng pháo nhằm phá vỡ tiền tuyến phòng thủ của kẻ thù. Sau đó, bộ binh cũng được phép tham chiến dưới sự yểm trợ của pháo binh. Trước sự tấn công như vũ bão đó, quân Anh vẫn rất bình tĩnh giữ vững vị trí phòng thủ để pháo binh bên này trực tiếp khai nòng đáp trả quân thù. Pháp sau đó đã buộc phải kéo quân lên đồi đánh trực diện nổ súng về phía quân Anh nhưng lại vấp phải khả năng phòng thủ rất tín từ đối phương. Giữa lúc bộ binh hai bên đang xả đạn về phía nhau thì lính do thám lại bất ngờ báo tin kỵ binh quân Thổ chỉ còn cách trận địa khoảng 5 dặm. Thời gian gấp rút, nhận thấy đây là cơ hội cuối cùng để chấm dứt cuộc chiến nên Napoleon đành cử kỵ binh tiên phong xông lên tấn công vào trung tâm để năm ăn năm thua.
nhưng quân Anh lại không hề nao núng mà trực tiếp dàn quân theo chiến thuật hình vuông rỗng khiến kỵ binh của Pháp liên tục gặp khó khăn. Dù đã ra sức nỗ lực tấn công nhưng họ vẫn không tài nào xuyên thủng được lớp phòng thủ kiên cố của địch. Tuy nhiên bằng khả năng quân sự nhạy bén của mình, Napoleon đã sớm nhận ra được yếu điểm của chiến thuật mà quân Anh đang sử dụng. Ngay lập tức ông đẩy toàn bộ binh lính lên trước, buộc bộ binh Anh phải quay trở lại đội hình một hàng ngang để chống đỡ. Đồng thời bản thân ông cũng sẽ dẫn dắt kỵ binh để tham chiến tiếp sức cho binh lính. Với thế trận này, quân Anh phải kéo toàn bộ kỵ binh từ cánh phải vào trung tâm để hỗ trợ. Cứ thế toàn bộ quân lính và chỉ huy hai bên lao vào nhau tạo nên một khung cảnh bạo lực đầy hỗn loạn. Trong lúc tình hình đang diễn ra vô cùng căng thẳng, quân Phổ Tiết Viện đột nhiên xuất hiện đánh tạt sườn cánh phải quân Pháp trước sự mừng rỡ và phấn khích của tổng chỉ huy quân Anh. Nhận thấy binh sĩ đã mỏi mệt không thể chống cự được nữa, Napoleon đành phải vó ngựa ra lệnh cho toàn quân quay đầu rút lui nhằm bảo toàn lực lượng. Sau thất bại ê chề ở Waterloo, Napoleon bị buộc phải từ bỏ ngôi vị hoàng đế và bị trục xuất tới một hòn đảo xa xôi nằm ở phía nam Đại Tây Dương. Chiến trường làm nên Napoleon nhưng cũng là thứ khiến ông gục ngã. Những năm tháng cuối đời trước khi nhắm mắt, Napoleon đã nhắc đến ba thứ mà mình còn vương vấn trên thế gian, trong đó có tình yêu ông gìn giữ suốt cuộc đời đầy vinh quang cay đắng, đó là nước Pháp, quân đội và Joan. Napoleon tuy đã ra đi nhưng di sản của ông vẫn tiếp tục tồn tại ảnh hưởng đến nền chính trị quân sự trong nhiều thập niên sau đó. Ông được coi là một trong những nhà lãnh đạo lớn nhất trong lịch sử nhân loại, với tầm ảnh hưởng trải rộng từ châu Âu đến các lục địa khác trên toàn thế giới.